Rồi, ok, chào tất cả các bạn nha. Bắt đầu hôm nay mình cùng xem lại cái con cua mặt su nha các bạn. BC210 này nha. Đây, nay mình chuẩn bị cho của nó chạy dài dài xuống phà nha các bạn. Đó, lâu lâu mình có thời gian rảnh mình lấy cái con này ra mình quay cho các bạn coi nha. Này chạy xuống luôn quá. Chạy xuống phà luôn. Tại vì ở đây nó cạn quá ha. Đó. Ok, đó bắt đầu mình sẽ cạp vô con này thử dài gào nha. Đổi quay cho nó ngay cái. Đó, mấy này chặn cái chỗ của mình chơi nó bị xịt ba cái thuốc này ha, nó ba cái cây cỏ rồi nó quéo lại hết rồi. Ôi nguyên cái cây luôn chứ. Con này cạp đất lên gào dung luôn nè, mạnh lắm nha các bạn. Thấy không, đi phà này kiểu ở Cà Mau nha. Đó, đó mình cạp ngay chân cái cây luôn thử coi. À, dở cái cây lên luôn nè. Các bạn nhớ like ủng hộ cho mình với nha. Cái gào này cạp lên ăn vô ba cái đất dữ lắm nè. Đất cứng cứng dính gào, con này cái chỏ nó rút vô không có lẹ bằng cái con Hitachi kia. Rồi giờ mình show ra mình lui bến nha. Con này mập cái chỏ sát dưới được luôn mà. Con này giờ mình thấy gọng nó dịch vuông, mình thấy đưa cái họng ra dữ lắm không. Lâu quá không chơi con này quên lái. Rồi bắt đầu mình múc mình bỏ lên cặp mé tiếp nha các bạn. Rồi ok, tiếp tục nha các bạn. Nãy giờ để máy quay ngay chân đây bị gớt mấy mương cái nữa mới chứ mình vừa chụp nó lên đó nha. Đó, lên gào này nhóc luôn nè.
múc cái phà của nó, của nó nhịp nhịp luôn á. À, lên ngầu đáp nào đó không? Ê, lật xe luôn kìa. Dính gà rồi. Dính gà rồi. Dài 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 đây này mình gỡ nó cái. Không, quay to của nó mạnh ghê không? Này lên thả một miếng nữa mới được, mới ngon. Rồi ok, giờ bắt đầu cạp ngay đây luôn nha. Xe nó còn nhẹ quá, nó cạp không có lên đất ấy nổi. Vô tới chẳng ai đừng cùng là mình cạp ngay đây luôn nha. Lên đất nhóc hết trơn. Ôi ôi quá trời. Cái cây vải bốc càng nghe đã không? Rồi mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.